thanh đây rất nghèo, không được như lòng em ước mơ. Anh chàng cao sang quyền quý, danh vọng tựa án mây bay, anh chỉ là công nhân nghèo. Thực tế thì em cũng rất nghèo, gia đình chỉ nhà tranh vách tre, không đẹp như anh thường nói, vụng về chẳng biết đua trên, chỉ một tấm đẹp như mình hẳn mơ. Thực tế nhiều khi hay phũ phàng, nhưng cầu mong trời cho chúng ta sẽ vừa qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái chăn thôi, chúng mình vợ chồng yên vui. Chúng